Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Huyền Anh. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Trong chuyến công du Burkina Faso, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua đã hội đàm tại thủ đô Ouagadougou với người đồng cấp nước chủ nhà. Đáng chú ý, Nga thông báo dự kiến cung cấp thêm các sản phẩm quân sự và cử các chuyên gia quân sự tới quốc gia Tây Phi này để giúp nước này tăng cường năng lực phòng thủ và chống khủng bố. Ông Lavrov tuyên bố hai nước đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác bình đẳng cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 5 tháng 6 tuyên bố đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng máy bay tên lửa và máy bay không người lái UAV vào tàu Rosa và tàu Vantage Stream ở Biển Đỏ với cáo buộc hai con tàu này đã vi phạm quy định của Houthi về việc cấm tàu thuyền cập cảng Israel. Cuộc tấn công thứ ba cùng ngày bằng UAV nhằm vào một tàu của Hoa Kỳ ở khu vực phía đông biển Ả Rập. Quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah ở Liban ngày hôm qua đã phóng ít nhất là hai máy bay không người lái UAV có chất nổ vào miền Bắc Israel, khiến ít nhất 9 người bị thương. Các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Liban trong tuần qua đã gây ra nhiều đám cháy lớn, bùng phát khắp khu vực phía Bắc của Israel, khiến dân thường phải di tản. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đăng một video ghi hình mình phát biểu ngày 5 tháng 6, đánh dấu lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên sau vụ xả súng ngày 15 tháng 5, khiến ông bị thương nặng. Trong đoạn video, ông lên án việc đổ dồn trách nhiệm cho nghi phạm, cũng như những nỗ lực bác bỏ tính nghiêm trọng của vụ ám sát. Ông cho biết ông sẽ thực hiện một số nhiệm vụ công việc vào khoảng cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Sau nhiều lần trì hoãn do vấn đề kỹ thuật, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Hoa Kỳ đã phóng thành công tàu vũ trụ Starliner có người lái lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào lúc 10 giờ 52 phút sáng ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương từ bãi phóng ở bang Florida. Tàu Starliner đã rời khỏi bệ phóng nhờ tên lửa Atlas V và dự kiến sẽ đến ISS sau khoảng 24 giờ. Theo kế hoạch, khi tàu Starliner đi vào vũ trụ, hai phi hành gia trên tàu sẽ thử nghiệm điều khiển tàu bằng máy bay. Bộ Quốc phòng Canada ngày 5 tháng 6 thông báo, nước này sẽ cử 3 tàu thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia cùng 300 lính bộ binh tới Hawaii để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2024 RIMPAC. Đây là năm thứ 2 Hải quân Canada triển khai 3 tàu quân sự tới khu vực. Kết thúc tập trận, tàu HMCS Vancouver sẽ đi về phía Tây để tham gia chiến dịch Horizon trong sứ mệnh tăng cường hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cảnh sát Pháp ngày hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi vì tàng trữ chất nổ tại một khách sạn ở phía Bắc Paris. Hiện văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đã thụ lý vụ án và mở cuộc điều tra vì nghi ngờ tham gia vào âm mưu khủng bố. Ngoài ra, cơ quan tình báo nội địa của Pháp cũng đang xử lý cuộc điều tra. Động thái này diễn ra khi Pháp vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau các mối đe dọa tấn công khủng bố. Đài truyền hình Séc tối ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương đưa tin, một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Bakber của Đông Bắc nước này, khiến ít nhất là 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra khi một đoàn tàu chở 300 hành khách va chạm với một đoàn tàu chở hàng. Hiện nguyên nhân dẫn đến sự cố va chạm đang trong quá trình điều tra. Trong một diễn biến có thể làm leo thang căng thẳng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, quan chức cấp cao Ukraine ngày 5 tháng 6 xác nhận quân đội nước này vừa tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Hoa Kỳ. Sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh động thái này, theo đó thì Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS để đánh chính xác vào hệ thống phóng tên lửa của Nga. Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với những người đứng đầu các cơ quan thông tấn quốc tế.
bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg ngày hôm 5 tháng 6. Trong đó, thì Tổng thống Putin đã đưa ra cách mà Nga phản ứng với các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Moscow có thể triển khai vũ khí nhắm vào các địa điểm nhạy cảm của những nước cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất đối xứng chống lại các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Ukraine có thể là bên trực tiếp tấn công, nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh đứng sau cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo về mục tiêu. Moscow đang xem xét triển khai các tên lửa tầm xa, công nghệ cao tương tự, đủ gần để tấn công các quốc gia, cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa như vậy. Ông Putin cảnh báo, nếu phương Tây tiếp tục leo thang, những hành động như vậy sẽ phá hủy hoàn toàn quan hệ quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc tế. Và nếu chúng tôi thấy rằng các quốc gia này đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến chống lại Nga, và đây là sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc chiến đó, thì chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Đây là công thức cho những vấn đề rất nghiêm trọng. Khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Nga có học thuyết hạt nhân, trong đó Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm phản ứng trước một cuộc tấn công, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường chống lại sự tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng đây phải là mong muốn chung của các bên mới có thể thực hiện được. Ông hy vọng quan hệ giữa Nga và phương Tây, cũng như trên thế giới nói chung, sẽ dần tiến tới hòa bình thay vì leo thang không ngừng. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không có tham vọng đế quốc, đồng thời bác bỏ thông tin rằng Nga có kế hoạch tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đối với các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Tổng thống Putin cho rằng các nước phương Tây đã lên kế hoạch làm suy yếu nền kinh tế Nga trong thời gian từ 3 đến 6 tháng, nhưng điều này không thực hiện được, trong khi mục tiêu mà ông đặt ra để đưa nước này vào top 4 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đạt được. Ông Putin nhấn mạnh, điều quan trọng là phải duy trì tốc độ phát triển. Nga sẽ bắt đầu tự sản xuất mọi thứ nước này cần, và đó chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc gặp của Tổng thống Putin với những người đứng đầu các cơ quan truyền thông, Nga và quốc tế, bên lề diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg đã diễn ra trong hơn 3 giờ. Đây là cuộc gặp thường niên được tổ chức như một phần của diễn đàn. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, chính trị gia, người đứng đầu các công ty và tổ chức tài chính lớn của Nga và quốc tế, cũng như các chuyên gia hàng đầu về chủ đề này. Tuy nhiên, đây là cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong một diễn biến có thể làm leo thang căng thẳng của xung đột Nga-Ukraine, quan chức cấp cao Ukraine ngày 5 tháng 6 xác nhận quân đội nước này vừa tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Hoa Kỳ sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh cộng động thái này. Và theo đó, thì Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS để đánh chính xác vào hệ thống phóng tên lửa của Nga. Theo lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine Yeho Cheniev, loại vũ khí được quân đội nước này sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào nhiều kho hậu cần và pháo binh nằm trong lãnh thổ Nga chính là hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Theo ông Cheniev, các lực lượng Ukraine đã đạt được một số thành công và buộc Nga ngừng pháo kích thành phố Kharkov. Ông Cheniev kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ gửi thêm nhiều hệ thống phòng không, cũng như phê chuẩn cho quân đội Ukraine nã tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS vào các sân bay quân sự Nga. Đây là lần đầu tiên một quan chức Ukraine thừa nhận công khai rằng Ukraine đã sử dụng vũ khí Hoa Kỳ để đánh vào lãnh thổ Nga kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm tấn công bằng những vũ khí đó. Trong nhiều tháng, lệnh cấm này là lằn ranh đỏ mà chính quyền Tổng thống Biden không muốn vượt qua do lo ngại làm gia tăng căng thẳng với nước Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với Ukraine, Hoa Kỳ đồng thời áp cả giới hạn, như Ukraine chỉ được phép dùng vũ khí Hoa Kỳ để tấn công vào lãnh thổ Nga ở gần khu vực đông bắc Ukraine với mục đích phòng thủ. Hệ thống HIMARS mà Ukraine sử dụng là loại pháo phản lực tầm xa có khả năng bắn xa hơn tầm bắn của hầu hết vũ khí Ukraine có gốc gác phương Tây. Tuyên bố của quan chức Ukraine được đưa ra sau khi xuất hiện các đoạn video ghi lại cảnh các bệ phóng S-300 và S-400 của Nga bị tấn công vào ngày 3 tháng 6. Ông Rob Lee, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở ở Hoa Kỳ cho rằng
tầm bắn và độ chính xác của đòn tập kích này trúng các bệ phóng cho thấy vũ khí được sử dụng là loại do Hoa Kỳ sản xuất. Với tầm bắn, dạng mục tiêu, nguồn đạn và sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Biden, tôi cho rằng có khả năng vụ tấn công này được thực hiện bằng HIMARS. Trong nhiều tuần qua, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép nước này sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tấn công các máy bay mà Nga dùng để thả bom lượn từ lãnh thổ Nga vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Các mục tiêu khác mà Ukraine nhắm tới là căn cứ quân sự, chốt chỉ huy và kho đạn dược bên trong nước Nga. Giới phân tích quân sự cho rằng năng lực mới của Ukraine tấn công vào bên trong Nga sẽ giúp nước này làm chậm đà tấn công của Nga xuyên biên giới. Trong khi đó, Nga thường xuyên cảnh báo phương Tây rằng việc cho phép Ukraine tấn công vào bên trong Nga sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo giới chức Hoa Kỳ không tính toán sai lầm gây ra những hậu quả chết người. Ukraine đang nỗ lực vận động sự ủng hộ quốc tế đến với Hội nghị Hòa bình ở Thụy Sĩ vào giữa tháng này. Tuy nhiên, nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Brazil và Ả Rập Xê Út đã từ chối lời mời tham dự với nhiều lý do khác nhau. Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh, ngày 5 tháng 6 cho biết cơ quan này sẽ chỉ tham dự hội nghị trên với tư cách là quan sát viên. Phát biểu họp báo ngày 5 tháng 6, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc sẽ không ký bất cứ văn kiện nào được đưa ra ở Hội nghị Hòa bình Ukraine sắp được tổ chức ở Thụy Sĩ và chỉ tham gia với tư cách quan sát viên. Theo kế hoạch, Thụy Sĩ sẽ tổ chức Hội nghị Hòa bình về Ukraine trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tới tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock gần thành phố miền trung Luzon. Khoảng 160 quốc gia đã được mời tham dự, trong đó có thành viên G7, G20 và một số tổ chức quốc tế. Thụy Sĩ kêu gọi tất cả các bên tham dự hội nghị, đóng góp ý tưởng và tầm nhìn vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị sẽ giải quyết 3 điểm của công thức hòa bình là an ninh hạt nhân, an ninh lương thực, thả tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có nhiều lời từ chối tham gia từ một số quốc gia quan trọng như Trung Quốc, Brazil, Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh yêu cầu của Trung Quốc về một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận là công bằng và không thiên vị và không nhằm vào bất kỳ bên nào. Trung Quốc cho rằng hội nghị phải có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Trung Quốc đã thông báo với các nhà ngoại giao rằng các điều kiện mà Bắc Kinh đưa ra chưa được đáp ứng, bao gồm hội nghị phải được cả Nga và Ukraine công nhận, cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và cần có cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất. Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Trung Đông cũng tuyên bố không thể tham dự hội nghị vì không có sự tham dự của Nga. Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các cuộc đàm phán trong khuôn khổ hội nghị trên cần tôn trọng tình hình thực địa, cần xác định được nguyên nhân gốc của cuộc xung đột để có thể giải quyết ngay từ đầu và các thỏa thuận tiếp theo dựa trên nguyên tắc bình đẳng và an ninh không tách rời khỏi an ninh khu vực. Ông Lavrov cho biết Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình trong đó có Nga và Ukraine. Moscow mô tả hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ là vô nghĩa và cho biết Nga sẽ từ chối tham gia ngay cả khi được mời. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức khó có thể chấm dứt được cuộc xung đột hiện nay. Thủ tướng Scholz cho rằng xung đột của Ukraine có thể kéo dài thêm vài năm nữa và Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ trong thời gian dài. Khả thi nhất thì đây là sự khởi đầu của một quá trình có thể dẫn đến cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga, nhưng cũng không nên kỳ vọng quá mức. Chúng ta không đàm phán để kết thúc chiến tranh. Không chỉ thiếu sự góp mặt của nhiều nước lớn, Hội nghị Hòa bình Ukraine cũng đang thiếu vắng những nhà bảo trợ rất quan trọng. Cụ thể, Hoa Kỳ chỉ xác nhận sẽ cử đại diện tham dự hội nghị. Tổng thống Biden thì không thể tham gia vì bận rộn trong hoạt động tranh cử trong nước. Nhân kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ đi đây trong chiến tranh thế giới thứ hai, hôm qua một số nước đã tổ chức một số nghi lễ đặc biệt nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những người đã tham gia chiến đấu trong trận chiến quan trọng này. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại thủ đô London, vua Sark đệ tam đã chủ trì buổi lễ kỷ niệm cùng với các cựu chiến binh, các thành viên hoàng gia cấp cao và các nhà lãnh đạo chính trị. Trong bài phát biểu, nhà vua Anh bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã hy sinh
đồng thời cam kết luôn ghi nhớ và tôn vinh những người đã tham gia trận đánh lịch sử này. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự kiên cường và đoàn kết mà chúng ta đã nghe ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời chắc chắn đã lay động và truyền cảm hứng cho chúng ta và nhắc nhở về những gì chúng ta nợ những anh hùng, chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đảm bảo rằng sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tối cùng ngày, vua Sác đã chủ trì một số nghi lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day cùng với các cựu chiến binh Anh, các thành viên hoàng gia cấp cao khác và các nhà lãnh đạo Anh tại thành phố cảng Portsmouth. Trong khi đó, Tổng thống Pháp hôm qua đã đến thăm thị trấn Saint-Lô ở Normandy, nơi gần như bị san phẳng bởi các vụ đánh bom trong cuộc đổ bộ D-Day, khiến khoảng 400 người thiệt mạng. Trước thềm buổi lễ chính, Pháp vừa thả hơn 250 chú chim bồ câu để kỷ niệm ngày D-Day. Dự kiến, lễ tưởng niệm chính sẽ được tổ chức trên khắp vùng Normandy của Pháp trong ngày hôm nay với sự có mặt của Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đại diện Hoàng gia Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và nhiều quan chức cấp cao các nước.